VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Có bắt anh che đầu cái gì vậy? Thôi đây là tốt nha, tốt nha. Bye bye Tuấn Hai nha. Bye bye Tuấn Hai. À thì Tuấn Hai bye bye. Quên rồi, quên rồi. Tới trễ xin lỗi. Tới trễ bắt xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi mấy anh em đi. Quang Hùng á là top lựa chọn. Team của mình đang rất là thiếu người biết viết nhạc và làm nhạc, nên là qua cái phòng màu mỡ mình phải cố gắng hết sức để mà lôi kéo mấy anh em đó. Nguyện vọng của anh là đội trưởng Nekip. Trời, lại là Quang Hùng Master đi. Nói chung là không bất ngờ lắm nha. Thôi không sao, đã là cuộc chơi rồi chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái nó nằm ngoài sự mong đợi của mình. 30 giây biện luận bắt đầu. Ra thì một đội hình trong mơ của em đó là cùng chiều cao. Một đội hình trong mơ của em đó là cùng chiều cao. Và thêm nữa, anh cũng có khả năng sáng tác của phối khí Mid Master và có cái phòng thu luôn. Nếu mà anh em cần gì có thể qua phòng thu Quang Hùng Master đi. Tuyệt vời. Hùng Santo cái đi. Em Santo hả? Em làm được rồi. Cái gì làm một lần được như thế rồi. Lần sau là thấy không thấy em. Vô trong kiểu như vậy.
Bye bye Tuấn Hai nha. Bye bye Tuấn Hai. À thì Tuấn Hai bye bye. Bye bye. Tới trễ xin lỗi. Tới trễ bác xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi mấy anh em đi. Rồi. Rồi. Đó. Giờ tới tới tiết mục phạt nguội nha. Dạ. Đi trễ 2 ngày à. Dạ tôi vô nghe qua camera được không? Ok vô nha. Thôi, nó có đi trễ nó nghỉ luôn 2 ngày mà. Nghỉ 2 ngày nó đi trễ kỳ quá. Giờ bây giờ em bước vô nhìn em ơi, em giống ca sĩ tụi tôi là dancer không? Backup dancer. Backup dancer. Không, em tưởng là em là anh trai luôn, chịu không? Còn này là nghệ sĩ trai luôn. Không, em thiếu áo ạ. Ồ, em lại gặp chị. Em lại gặp chị nữa rồi. Chị nhớ hôm trước chị nói gì với em không? Nếu vòng sau em gặp chị thì sao, đúng không ạ? Chị em có gì không? Em muốn thay vui. Ba lần rồi đúng không? Ba lần rồi. Ok. Ok anh em ơi. Và ngày hôm nay thì mới được gặp mặt đủ vỗ tay cái là mình có đông đủ. Đông đủ cả 4 thành viên. Còn 4 ngày nữa thì mới đủ 4 thành viên. Ok. Phải công nhận cái nhóm mình là nhóm gọi là nghệ sĩ quốc tế. Nhóm tụi mình là ai cũng đi nhóm mà nghệ sĩ ít khi có mặt ở Việt Nam. Mỗi khi mà có một show lưu diễn, ví dụ như là cái vòng này chúng ta sẽ bay từ các nước về. Đúng không? Dạ. Chết em thôi, chết em thôi. Yeah. Không, em đội trưởng mà tụi anh là hết thời rồi. Tụi em đang đương nhiệm, đúng không? Đương nhiệm để dành cái trọng trách đó cho em. Em báo lịch đi, rồi có gì mai tụi anh cũng có lịch bay đi nước khác rồi. Mai lại đi à cô? Đúng rồi. Đây là bốn vị thần phương Đông. À mai đi đâu? Mai đi đâu? Mai đi Ấn Độ. Em đi Ấn Độ đấy. Ủa? Ủa đi Ấn Độ? Ủa đi hả? Thì hôm nay nói chung là đông đủ hết thì anh em mình bàn luôn. Trước tiên là có hai vấn đề đúng không? Về bài chính. Bài chính. Với cả phần dance battle. Bây giờ trước tiên mình bàn cái dance battle đi. Ok. Yeah, em xin cử anh xin. Hả? Xin. Em xin cử anh xin battle dance. Trời gì chứ. Đấy. Được, anh làm được. Anh là làm được. Đó, đó. Oh, yeah. Ok. Trời ơi, vậy mà đứa nào nó đồn anh xin xương thủy tinh ác thiệt. Vậy thì mình giải tán mình xong luôn đi. Để okay. Lên 3 vòng luôn đi. Ok, để cho 3 vòng. Đùa chứ nói về nhảy thì anh không có ngại. Nhưng mà anh ngán thôi. Anh ngán á? Anh không có ngại nhảy, anh ngán với đội kia. Cho nên là em cho anh nhảy vòng 1 thôi. Vâng. Vòng trước em có thấy cụ nói ấy lắm mà. Sao tự nhiên vòng này cụ thiêm tốn nhẹ lại đi. Anh thấy là gáy nó không có đem lại điểm lắm. Mới vòng trước anh gáy quá rồi. Anh là phải đầm đầm xuống. Vâng. Ví dụ như bây giờ mình đang có 3 round đúng không? 3 round đi. Cái round 1 á, thì cái xác suất được chọn nó cũng nhiều. Dạ. 6 đội chọn tới 4 đội. Thì em cho anh vô cái đó tại vì anh thấy cái đó nó cũng dễ. Hoặc là anh em mình có thể chung vô. Được, khoan nha. Anh em có nhớ cái lịch sử lặp lại không? Lần trước là cụ Luân cũng vừa chơi một phát vòng 1 cái game gọi là Muôn Vị Nhân Gian đó. Kỳ này em xin xung phong được đi kèm ra đảo cùng với cụ Luân để bảo kê cụ Luân trước những chiến binh khác được không cụ Luân? Ok. Vậy thì bây giờ, nhưng mà tại vì trong team mình có một người là em là rất là giỏi về nhảy. Thì anh nghĩ em phải handle hơi nhiều. Mà anh nghĩ mấy cái vòng sau là 4 đội loại 2 xong 2 đội loại vô top 1. Là phải có trick đó. Đúng rồi, là phải có chiêu. Biết đâu mình bị loại được vào 1. Ai không? Ê, nhóm trưởng gì kỳ á? Nhóm trưởng em. Nói gì vậy? Trời ơi. Quyết tâm nha. Quyết tâm. Hay là anh giờ anh thấy gì nè. Cái vòng 1 để ba tụi anh ra cho. Được. Ba tụi anh ra nhảy. Được. Ra nhảy. Nói chung là em nghĩ là mọi người đều ra hỗ trợ được cùng với nhau. Em nghĩ là cái tinh thần đấy hay, có nghĩa là cả tinh thần cả team mình cũng ra hỗ trợ nhau. Tất nhiên là một người chính là mình chọn một người chính nhưng mà anh em có thể ra hỗ trợ để cái tinh thần cái bài nhảy nó ok, up. Nó up hơn. Ok. Thế thì ví dụ như anh Luân sẽ là cái người nhảy chính của vòng 1. Những cái đoạn mà đốt beat á thì Hùng với anh sẽ nhảy ra tắc tắc mấy cái rồi xong xoay người vào trong Dương ra tắc tắc mấy cái. Đúng rồi, kết hợp. Anh Sinh vẫn là người nhảy chính của vòng 1. Nói chung là giữ sức ba đứa mình ra. Vòng 1 cho nó sôm. Đúng rồi. Dương ra xử. Ok. Em nghĩ là đến khi vòng 2 vòng 3 thì cái vòng 3 là cả ba anh em mình cũng phải ra hỗ trợ. Đúng. Trợ đúng không? Đúng. Được. Phải tập, sợ tập không kịp không ta? Anh em mình sẽ cố gắng. Mình còn 4 ngày mà giờ tập tới 3 mà vậy sao? Chơi được đi, chơi được mà. Chơi được mà anh.
battle ấy, em nghĩ là quan trọng kiểu tinh thần của anh em mình ấy. Tinh thần mình chơi mình vui với nhau. Okay. Em nghĩ cái đấy là quan trọng. Chứ em là em tự tin về các skill của Dương rồi, tại vì trộm vía là hôm rồi em có qua em lén coi Dương học nhảy. Wow. Làm cái gì mà ba cái điều upsala gì mà. Rồi hả? Sao vậy luôn nè. Cái dòng này đội mình có cái vía đến ở bên khu Trung Đông đó nha. Đúng rồi. Để âm nhạc của Trung Đông nữa, hay là mình chọn cái gì đó nó rất là Trung Đông đi. Anh chung tính chung đang làm thần đèn đấy. Anh cho quét, em điều ước đi. Không, nhưng mà... Em quét được rồi. Đó, cho em điều ước. À, nhưng mà ý cũng là... nhưng mà ý anh là bài dance battle hay là bài hát chính luôn? Không, bài hát chính thôi. À, bài không, thì anh giữ cái vai thần đèn nó xuyên suốt luôn đi. Anh vô đạo phụ được mà. Anh vô cứ cầm cái đèn anh múa với cái đèn cái gì nè đó. Vai xuyên suốt luôn, từ lúc mà dance battle thôi, luôn. Cái kia tính hơi hip hop xíu, trẻ trung xíu. Hùng Santo cái đi. Em Santo hả? Ừ. Em làm được hả? Cái gì ra Santo một cái. Xong rồi, em được không? Santo được không? Em làm được. Mình nhưng chỉ mà làm em chỉ làm một lần duy nhất thôi. Em chỉ làm một lần duy nhất thôi. Lần sau là thấy không thấy em. Thôi thế không nên đâu. Không nên đúng không? Thôi, ừ thôi anh nghĩ vậy. À gì hả? Trời ơi, tưởng gì cái đó anh cũng làm được. Anh làm cũng có một lần thôi là anh thấy em luôn. Ôi, ơi, anh chưa làm đâu. Chỉ em nói á, chỉ em nói cái vế khác. Ôi, chỉ là em nói em ở nhà em dưỡng thương. À. Còn anh là phía cái vế khác rồi. Trời, anh là phía xa xa hơn, xa quá. Anh thấy em trời, anh xa quá. Trời ơi. Ý em nói là làm một lần duy nhất là em về em dưỡng thương. Đúng rồi. Còn anh là đi xa rồi đó. Đi xa. Thôi, thôi anh. Này dưỡng lão hả? Viện dưỡng lão hả? Không, tại anh xương phi tinh. Rồi. Dance Battle vòng 1 là anh Sinh Center. Vòng 2, vòng 3 sẽ là Dương Center và Hùng, coi như là Hùng Long nhỉ? Hùng Long đi. Hùng Long đó. Hùng Long sẽ lội ra. Nhưng mà vòng đầu ấy, em đang nghĩ, đang lo nhá. Đang lo là không biết là các đội khác là có đưa con át chủ bài ra không? Nếu vòng đầu vậy thì anh nghĩ Dương ra luôn đi. Dương ra. Ôi, bây giờ theo anh nghĩ nha, mình ăn điểm, ăn 30 điểm cũng được gì hết á. Mình đã ăn là ăn 120 chứ không ăn 30 điểm. Mà em nghĩ 120 nó thể hiện cần cái tinh thần rồi đó. Không em nó có cả tinh thần. Bây giờ anh hỏi em nha, bây giờ Dương ra vòng đầu. Rồi vòng 2, vòng 3 làm cái gì nữa đúng không? Vòng 2, vòng 3 làm cái gì? Người ta sẽ chưa là cái đội mạnh để đi vô sâu người ta đấu chứ, tại vì sao? Cái xác suất ban đầu là 6 đội mà loại có 2 đội à. 4 đội được vô là cái xác suất nó nhiều. Thì đúng rồi, mà ví dụ như tới cái vòng thứ 2 là 4 loại thứ 2 là nó 50-50 rồi. Xui lắm. Mà vòng thứ 3 là nhất nhì rồi. Anh nghĩ là Dương nó phải trình độ Dương là trong đó anh nghĩ chắc là nhất nhì trong 30 anh trai rồi. Em nói thật, thiệt. Nhất chắc chắn luôn. Thế. Rồi hôm nào mình mà không được vào là chương trình tua lại đoạn này đấy cô ơi. Cô ơi. Anh xin lỗi. Không, anh nghĩ thiệt. Anh nhớ lại lịch sử của anh đi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đêm rồi. Đêm rồi. Anh trai Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21/8 tại ticket.vshop.vn. Surprise! Wow! Oh, that's you! Trời ơi! Thì đó mọi người thấy nó làm trò không? Biết là mình đã cộng số 1 rồi nhưng mà vẫn giả bộ ngồi đó để cho mọi người phỏng đoán. Bây giờ Negip đã chiêu trò rồi, không có còn gọi là ngây thơ như hồi xưa nữa. À, mình nghĩ là Negip này không hợp làm đội trưởng đâu mọi người. Hợp làm mảng hiến cho trong tương lai. Cảm nghĩ của anh trai khi mà mình bật ra phong bì số 1 sao ạ? Em bị tê người anh, bây giờ em đang tê luôn. Đấy là em quá là bất ngờ, em không hiểu tại sao mọi người lại bình chọn em tới mức gì. Vậy thôi em dừng lại hả? Thôi nói chứ tôi cũng tham vọng lắm. Cũng vui với bất ngờ là được mọi người bầu chọn cho mình. Nhưng mà Negif chưa bao giờ sẵn sàng để mà trở thành đội trưởng. Mà không ngờ là cái ngày này nó tới ngay sau khi team Don't Care luôn. Thì cũng lo sợ run rẩy lấy bẫy. Mỗi đội trưởng cách nhau 60 giây vào phòng sỏi đá. Thì Negif nghĩ đó là một cái lợi thế rất là lớn. Vào mình sẽ hốt được luôn những người mà mình thích. Nhưng mà nói về chiến thuật thì Negif nghĩ là trước mắt là phải có songwriter thật tốt. Không cần biết cái bài đó là cái gì, nhưng mà khi mà có một cái đoạn mà gọi là cao trào, Negif mình nghĩ tới Pháp Kiều. Cái wishlist của mình á, Dương Domic, Rider, Pháp Kiều, Quang Hùng, Master D. Negif gom tất cả những người có thể viết nhạc vô đội của mình. Đây là cái giá cho cái chuyện mà hay mặc đồ giống chủ tịch. Mặc đồ giống chủ tịch, giám đốc, đồ đó bây giờ là thành giám trưởng luôn. Khó xử quá. Ê. Ê. Đâu rồi? À đây.
cái chủ đích suy nghĩ của mình hướng đến Negip. Nhưng những bước chân và cử chỉ của Negip đã đi lướt qua Quý một cách rất là thẳng thừng. Cái vị trí đầu tiên mình Negip viết xuống là Nicky. Đây là một vị trí khá quan trọng đối với Negip. Biết cái người này là Negip có chủ đích. Cứu em đi. Thì em cũng có tưởng tượng tới một cái tương lai rất là đẹp của hai đứa mình rồi. Em muốn mời anh về với đội của em. Negip phát hiện ảnh cũng có một cái đặc tính của một cái người leader rất là giỏi. Muốn mời anh Nicky vào để mà handle chung với mình. Em có gì cho anh? Đây, bằng vàng luôn, anh chịu chưa? Thật ra là mình muốn làm việc thử với cả Hiếu thứ hai và Negip. Một trong hai người này, ai mà pick mình trước thì mình sẽ chọn người đó. Ok, ok. Sao ok gì, không vui gì hết vậy? Rồi tạm thời vậy nha, cảm ơn anh nhiều. Mình muốn vào team của Negip. Dương. Thì Negip lao thẳng đến Dương Domic. Dương. Tôi cũng có tưởng tượng tới một tương lai rất đẹp của tụi mình rồi. Thì bạn có thể nào bạn vô đội với tôi không ạ? Không ạ. Cần gì đó phải thuyết phục hơn một tí đi. Thuyết phục hả? Thuyết phục hả? Là Negip đã bị ám ảnh với lại live show 1 về cái chuyện mà trong nhóm của mình quá ít người viết nhạc. Đó, cho nên là Negip gom tất cả những người mà Negip nghĩ là có thể viết nhạc và có thể chọn Negip. Sẽ chọn Dương Domic. Dương Domic. Dương Domic là R&B và biết nhảy. Trong danh sách đó là Dương Domic cùng làm liên quân. Có quan sát về cách làm việc của nhau, Luân hiểu được là Dương cũng là một người cũng rất là giỏi. Không suy nghĩ nữa, I got it. Xong như vậy rồi, xong luôn. Yeah. Ê, nhớ chừa cho em, nhớ chừa cho em. Ok, ok. Xong luôn đã vào, xong luôn đã vào. Dương Domic. Dương Domic. Anh Sơn. Anh Sơn. Cái gì vậy anh Sơn? Em có tên anh không? Tên gì mà tên? Về cho em cầm, em cầm cho em suy nghĩ rồi, cho em cầm. Phòng sỏi đá là những anh em ở trên top 20. Nó cũng là một phần khiến Dương suy nghĩ Dương phải kỹ càng hơn cho việc lựa chọn nhóm. Dương Domic đang không được nhận lời mời của Song Luân bởi vì đang nhận lời mời của Negip. Dương. Tôi với bạn có một cái tư duy gọi là giống nhau y hệt, chỉ khác nhau chiều cao thôi. Thì anh em mình về với nhau, mình bổ trợ nhau mấy cái đó đi. Nói thiệt luôn, Dương Domic là gọi là về nhà nhắn tin cho Negip mà kêu fit bài hoài. Không thể nào mà từ chối tôi được hết. Dương ơi, đừng cười nó Dương, thoại đi Dương. Một con hay không? Nếu mà thú thật, Dương muốn về đội với Hiếu thứ hai. Âm nhạc của Dương cũng có một phần tương đồng với Hiếu nên là cũng khá là tò mò. Không biết là vào anh em mình có thể khai thác được điều gì không? Từ từ. Kiếm Dương Domic hả? Dương Domic đâu? Trời ơi, kiếm Dương Domic hả? Đi bạn ơi, đây trời ơi, tôi có vật chất mà, tôi có tất cả, tôi còn có sắc đẹp nữa, tôi làm nhạc hay nữa. Bạn ơi, trời ơi, sao mà bạn suy nghĩ nhiều quá vậy? Về đây bên nhau, ta nối lại tình sự. Ok, trời ơi. Hẹn gặp lại ở Đảo Hoang nha. Ok, trời ơi. Hẹn gặp lại ở Đảo Hoang nha. Hẹn ở Đảo Hoang. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Gì vậy? Thiệt là tồi tệ. Anh trai Quang Hùng Master đi. Nguyện vọng của anh là Quang Hùng á, là top lựa chọn. Team của mình đang rất là thiếu người biết viết nhạc và làm nhạc, nên là qua cái phòng màu mỡ mình phải cố gắng hết sức để mà lôi kéo mấy anh em đó. Nguyện vọng của anh là đội trưởng Negip. Trời. Lại là Quang Hùng Master đi. Nói chung là không bất ngờ lắm nha. Thôi, không sao. Đã là cuộc chơi rồi, chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái nó nằm ngoài sự mong đợi của mình. 30 giây biện luận, bắt đầu. Ra thì một đội hình trong mơ của em đó là cùng chiều cao. Một đội hình trong mơ của em đó là cùng chiều cao. Và thêm nữa, anh cũng có khả năng sáng tác, quả phối khí Midmaster và có cái phòng thu luôn. Nếu mà anh em cần gì có thể qua phòng thu Quang Hùng Master đi. Tuyệt vời. Có khi nào Negip từ chối mình chúng ta? Em làm gì? Em làm gì? Yeah, chúc mừng anh trai Quang Hùng Master đi. Thank you, thank you.
chia sẻ một chút. Negif với anh Quang Hùng là có chung một cái bệnh lý, mà cái bệnh đó là cực kỳ hiếm người bị luôn. Nó là rối loạn thần kinh thực vật. Tua lại cái khúc đó là hai anh em đi tập cho bà Don't Care. Em mới chia sẻ là hình như dạo này thời tiết Sài Gòn thất thường quá, em đi tập em dễ bị chóng mặt quá, hình như bị tiền đình hay sao á. Anh Quang Hùng anh mới nói là em bị tiền đình là còn nhẹ đó em ơi, anh bị rối loạn thần kinh thực vật nè. Hai anh em tìm được nhau mà kiểu tâm sự nhau đồ đó, thì nó rất là chân quý. Tại vì có một cái người gọi là đồng cảm với mình á, người ta hiểu mình đang bị gì. Sau này nếu như mà không còn làm việc chung với nhau trong chương trình thì Negif với lại anh Quang Hùng sẽ là một cái cặp đôi mà làm nhạc nó cũng khá là đặc biệt. Chắc anh rồi đó, nó mê anh lắm. Là em đó, em yêu Negif. Pháp Kiều cũng thân với Negif, hay nói chuyện cũng nhiều rồi, cũng này kia cũng nhiều với nhau. Em mê tôi chứ gì. Trời ơi, tôi thừa biết luôn. Pháp Kiều, mời bạn. Chưa, chưa này. Ở lúc đó là chưa có chọn hay không mà Negif nhào lại đưa cái vòng cho mình luôn. Lúc đó mình kiểu oh my god, em hạnh phúc lắm. Có giá lên vậy mình đổ trưởng nè. Negif à, em không có gì ngoài những con flow cực gắt. Wow, ở đây thanh xà bạch xà, anh nhìn đi, em là cái gì, xà nữ của Việt Nam. Em sẽ bảo vệ anh đến cùng. Em là xà bông. Vô hốt. Chưa chắc, chưa chắc. Có giá rồi, có giá rồi. Chứ mình thích liền cũng không được. Đúng vậy. Mặc dù cũng thích. Thì đó, anh cũng nghĩ suy nghĩ suy. Nhưng mà anh thấy trên áo em có chữ A với chữ H đó, là An với Hùng đó. Đó, thì mình nghĩ là chắc cũng ok. Trời lắm rồi. Không, nhưng mà em nghĩ là Kiều với An, Kiều An là càng yêu. Tôi biết là em là luôn luôn chuẩn bị mấy cái miếng đó để mà thu hút tôi. Trời ơi, tôi biết em yêu tôi lắm. Tôi thì cũng thích em đó. Duyên dáng hợp lý. Theo anh trai Rider, chọn đội trưởng Negif. Hợp lý quá. Thôi thôi thôi. Bên trẻ nha, bên trẻ nha. 30 giây bắt đầu. Bà là tôi đây. Đây mình là mệnh kim ấy, mình có ông thủy này, kim sinh thủy, mình hợp mệnh đó. À quên, đánh chắn. Bên cạnh bạn có anh Hiếu thứ hai đúng không? Lần này tôi cho bạn thành là Negif thứ nhất luôn, Negif thứ nhất luôn. Trời ơi. Chơi bạn luôn. Thả tượng thành công. Trời ơi, nó đã gì đâu quá trời ơi. Tôi tưởng tượng mà có thêm anh Quang Hùng, ba anh trai mà ngồi chung một studio thì chỉ có 15 bài hit thôi chứ không có một cái gì khác nữa hết. Cũng có năn nỉ Negif, An ơi, không nghe An nhường cho Hiếu Dương Domic nha. Thật ra là rất là muốn Dương Domic, nhưng mà người anh em của mình đã cầu xin rồi thì mình cũng đành lòng. Dương muốn về đội với Hiếu thứ hai. Âm nhạc của Dương cũng có một phần tương đồng với Hiếu nên là cũng khá là tò mò. Các bạn thân mến, hiện nay mỗi một đội trưởng đang thiếu hai thành viên. Đây là cơ hội cuối cùng cho cả đội trưởng và các bạn. Ở đây có 8 thầm. Các wow. bạn không cần phải thuyết phục gì nhau cả. Ok. Đây là định mệnh. Tôi yêu tất cả mọi người. Mời mọi người. Thôi anh em thổi hết mà đi. Bắt một lần đi ạ. Rồi các bạn cứ xem ạ. Xin mời hai thành viên cuối cùng của đội Negif. Sao im lặng dữ vậy? Không ai muốn về. Tại không ai muốn về. Giờ anh muốn hỏi em là em muốn anh không? Muốn đã? Anh muốn em không? Có muốn, em thề luôn. Hồi nãy là em đi ngang qua mặt anh như một người xa lạ. Nhưng mà khúc sau thì em có nghĩ lại rồi đúng không? Em thề luôn, nếu như tua lại cái phòng vừa rồi á
Là có, em có nghĩ tới anh tại vì em cần một trụ cột trong gia rồi, đình. Ok. Tôi thề luôn, ảnh nhảy rất là đẹp. Đó, rồi xong rồi có một chiều cao ấn tượng, body 6 múi, không thua gì Isaac Tuấn Tài. Chúc mừng anh trai có một Dương rồi thì wow. Không phải là anh nữa, không phải là anh nữa. Ủa trời. Nhưng có một Dương khác. Oh my god, một Dương. Sao hay vậy ta? Ông trời sao bất công vậy? Quá bất công. Tuyệt vời. Em đã có hai cái cột. Em đã có hai cái cột thiệt luôn rồi. Trộn rồi anh, đúng nguyên một cái gia đình mà em tưởng tượng luôn á. Em có hai cái cột Dương luôn. Quá đã. Trời ơi, tuyệt chúc vời. Mừng em. Anh Dương sẽ cân bằng cái tỷ số chiều cao cho cái đội của mình. Bây giờ là mình về cuối cùng rồi. Hiện nay mình thôi đi ăn đi uống đi. Trời đi. Anh em cứ thoải mái đi. Thoải mái đi. Anh em đi bình thường. Có gì đâu mà phải từ mà đi thôi. Lượt vòng đi shopping á. Đây là hợp anh lái nhất rồi. Ai chạy? Ủa? Ai chạy nhỉ? Ủa ai lái vậy? Ủa ai lái hả? Quên. Bây giờ ở trên kia sẽ có tổng cộng là 4 căn nhà. Ở trong những căn nhà đó có rất là nhiều tiện nghi. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng hên xui thôi. Bây giờ đội chúng ta là đội trì trệ nhất. Đúng rồi, bọn em cố gắng rất nỗ lực nhưng mà tại vì xuất phát điểm của bọn em phụ thuộc vào đôi bàn chân này của Negip. Đầu xui đuôi mới lọt. Đúng à. Cái đầu gì sao xui. Ê, không cần nhanh nữa, cứ đi từ từ thỉnh thỉnh thôi. Bây giờ mình chót rồi. Cà lết vô phòng. Chứ không phải là mình chạy mà thục mạng đâu. Mà cuối cùng cũng có một cái phòng rất là đẹp. Vô đi tụi em, vô đi. Liên em ơi. Quên, dành. Không cần dành đâu, tại vì mình chót rồi đó. Dạ. Cũng hên là còn phòng. Chứ không thôi là hả, Negip cũng mềm mình với tụi em. Top 1 vẫn là Hit, top 2 là GC, 3 là Vinahay và Vinahay với 4 là Love Sen. Đúng rồi. Nếu mà mất round 1 là buộc phải lấy round 2 là phải lấy được bài sừng. Đúng rồi, chuẩn xác, phải lấy được bài sừng. Thống nhất với nhau là bằng mọi giá, bằng mọi số tiền là phải có được cái bài đầu đội. Okay, bây giờ anh sẽ đọc điểm nhá. 377 là Negip này, Quang Musty 337 này. Thật sự là mình bỏ qua những người còn lại, mình tìm ra mình ở đâu. Và thấy cái số 29 Rider là 358 này. Tổng điểm của chúng mình là 2041. Mình là người điểm thấp nhất trong tất cả các anh trai ở trong team mình luôn. Quá may mắn, nếu mà mọi người biết số điểm của mình như thế này chắc chắn là mọi người sẽ không chọn mình vào team đâu. Kinh nghiệm từ cái live show 1 á, cho nên là tụi em muốn nắm một cái bài nào mà nó diễn cực kỳ sung để ấy khán giả. Nói thì nói chứ cái bài hay nó vẫn ok hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Với là mình có bài hay thì họ sẽ bớt đi phần hay. Tính rồi. Ý này hay nha, ý này bé này nó hiểm lắm mà, bé hiểm. Ý này nghĩ chưa ra nha, hay à. Có rất nhiều người all-in ngay từ round đầu tiên. Bây giờ nhá, từ từ cứ bình tĩnh để xem là có phải người ta đã all-in hết chưa. Bây giờ cứ góp từ từ. Mọi người đồng ý không? Ok. Ok. Rồi. Em 1719. 1719 đúng không? Để xem người ta có như nào nữa. Bây giờ còn lại bao nhiêu này? 322. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.